tao là nó hết dễ thương. Chó là phải biết nghe là người chứ. Lì như bò chứ, lì như bò chứ. Sách hay lắm đúng không? Ờ, hay quá trời luôn á. Ôi mẹ ơi, tao là mẹ mày hả? Nhỏ này, ai cho phép mày dám đọc truyện của tao? Sách này của bạn đó hả? Ôi trời đất ơi, bây giờ bộ nó làm không biết luôn kìa. Ôi trời ơi, ngạc nhiên chưa? Mình tưởng bạn đi học về trễ chứ làm chi. Đúng là vắng chủ nhà, gà ăn vụng tôm mà. Tao đi học về trễ thì có liên quan gì tới mày? À, thì ra những lúc tao đi học về trễ mày đều lén đọc chuyện của tao chứ gì? Không có đâu làm chi. Đây mới chỉ là lần đầu tiên thôi. Không có đâu làm chi. Hôm nay chỉ mới là lần đầu tiên thôi. Tao đánh cho mày điên luôn bây giờ. Mình xin lỗi, nhưng mà bạn không thể cho mình mượn được hả Lam Chi? Mượn hả? Quá mệt mỏi tâm anh này. Mượn gì mượn hoài à. Thôi được rồi, nè đọc đi. Nhưng mà mày phải hứa giữ gìn sách của tao thật sạch sẽ đó nha. Ôi trời ơi trời ơi, cô gái tự tin, nó là cô gái tự tin. Giật luôn kìa, oh my god. Nhưng mà nãy bạn nói là đọc đi còn gì. Mày phải suy nghĩ lên Tâm Anh. Tao đang lừa mày đó. Thấy chưa? Mày phải hiểu là tao không bao giờ cho cái bàn tay dơ bẩn của mày đụng vào đồ của tao. Tránh ra đồ đáng ghét. Này nhỏ kia. Hả? Được mang tiếng là rất giỏi nên đứng trước mẹ tao mà khoe. Mày đừng có làm ra vẻ ta đây nữa nghe chưa? Mình có làm ra vẻ ta đây đâu chứ. Mình có làm ra vẻ ta đây đâu chứ. Mày không làm thì tại sao tao lại bị mẹ tao la chứ? Sao mà mình biết được? Ý của mày là tại tao tất cả hả? Gì đây? Bài tập ngày mai sao? Đưa đây cho tao. Không được. Mày đưa không? Được. Mày đưa không? Ông nhỏ này mà dám. Ôi à, em sao vậy? Lam Chi nó đập vô đầu em nè. Chị không cho em một trận thì em không có chừa cái tật ẩn hiếp Tâm Anh đúng không? Ôi trời đất ơi, sợ quá đi. Em mà còn làm vậy nó đi, chị không có nhịn em ở đâu. Không nhịn thì tôi đâu có biểu chị nhịn. Nè 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 nè, đầu này chị đánh đi. Chết gì vậy? Nè, em gieo nhân nào là em sẽ gặp quả nấy đó. Gì? Gieo nhân gặp quả hả? Dốt mà còn bày đặt chơi chữ. Quả làm gì có nhân, làm những bánh không bằng. Trời ơi sưng rồi nè. Thôi để chị đi lấy dầu cho. Dạ. Đầu Lam Chi đúng là đầu bò. Mọi người ơi, mọi người ơi, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nha. Cùng nhau bỏ phiếu bình chọn cho chị Tâm Ý và chị My đi mọi người ơi. Không nói nhiều, cô giáo đẹp hơn, cho một nhát. Một nhát cô giáo luôn. Nè, cô thấy là Tâm Ý đẹp hơn, cho Tâm Ý một nhát. Một nhát chị Ý. Theo em á thì em sẽ quyết đoán bầu chọn cho cô giáo. Hay quá, quyết đoán. Tâm Ý đẹp giáo. Hơn không? Anh ơi, anh rảnh không? Hả? Sẵn tiện anh tháo cái miếng mẹ em vừa bầu chọn xuống luôn nha. Con nhỏ này, mẹ mình chọn mắc mới gì phải tháo xuống chứ. Tại vì con không thích. Nói cái gì vậy? Chị mình đẹp hơn chứ. Anh ơi, cho hai nhát đi. Gì mày cho hai nhát hả? Mày mà cho hai nhát đi, tao cho 10 nhát á. Vậy thì mình sẽ cho 20 nhát. Mày cho 20 nhát, tao cho 1.000, 1 tỷ, 1 vạn nhát luôn. Mày nói cái nữa đi, tao xé hình chị mày á. Ngon mày nói đi. Thôi. Đúng rồi, mỗi người chỉ được một nhát thôi. Không có ngàn phiếu đâu mà bình chọn nhiều dữ vậy. Ủa? Thôi không cãi lộn ở đây. Bây giờ sĩ suy nghĩ cho thật kỹ, bình chọn có ai đẹp hơn ai. Nhà mình rảnh ghê. Ôi cậu, chú ơi, làm tao mất hứng à.
À, Nguyên. Nguyên, đây. Qua đây con. Chọn đi con. Cô giáo và tâm mỹ ai đẹp nhất? Cô giáo. Ai đẹp trai? Màu trắng đi tâm mỹ. Chọn cô giáo rồi, chọn cô giáo. Cô giáo. Thôi. Thôi. Là chọn ai ai đẹp hơn? Tập trung suy nghĩ. Cô giáo. Tập trung chú ý bình chọn đúng vị trí. Mình cũng rảnh thiệt luôn. Nè, TV của tao, ai giờ mày xem nó mãi? Mình đang phơi túi thần kỳ cho cô. Biết. Đưa rồi mới đây. Làm như vậy đâu mà. Làm gì mày cười quậy trời. Có thân không mà cười. Hai cái hả? Có không? Đúng vậy. Hai cái túi này mình biết. Có thể thông nhau lên trong túi. Ví dụ nha, nếu như mình bỏ cái ghế này vào trong túi này, mình có thể lấy nó ra bằng cái túi này. Túi thần kỳ nó luôn được bảo quản sạch sẽ, cho nên mình phải cần giặt. Trời trời, nhỏ này hôm nay ăn trúng gì mà cười quậy trời. Là sao? Như vậy là chết con rồi. Vậy là con không có được phần thưởng nào hả? Biết ông xin lỗi. Mà ông hứa lần sau ông sẽ chiến thắng. Không hiểu cái thằng này, nó ăn trúng cái gì mà nó khỏe dữ vậy? Nhưng không sao, lần này nhất định ông ngoại con sẽ chiến thắng. Thôi ông làm cái gì mà có cửa với người ta. Đừng khi dễ ông. Nhất định ông sẽ muốn đem cái món quà lớn nhất về cho con. Julian. Thảo Hải, con biết là bác rất là thích con đúng không? Nhưng bác lần này đi con. Không được bác, mình chơi mình phải chơi trung thật mà. Trung thật cắm. Khoan, Julian, từ sáng giờ bác đã cố gắng hết sức rồi. Bác không được để một món quà gì vậy con có làm chi. Nhường bác đi con. Đây là trò chơi con không có nhường đâu bác. Biết mà. Khoan mà, Lan năn nỉ. Coi như bác năn nỉ con đi. Con đừng có cố chấp nữa. Nhường ông già đi con. Con nhìn đi, nhìn đi. Con tâm anh kìa nó quá nhiều quá. Con có làm chi, có cái gì đâu con. Nhưng năn nỉ nghe. Đừng cố chấp nữa con. Thôi được rồi bác. Nó cứ tay mất lý do. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta bên bờ vinh quang. Ủa, cái giải bác đâu hai? Chờ bác chút xíu. Chờ bác đi con. Thiệt đẹp vô. Có đi. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.